Welcome to Andy Chris Show. Andy Chris xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay Andy Chris rất là vui và cũng rất là hân hạnh được chào đón một tài năng trẻ, một nam ca sĩ trẻ đến từ Ngũ Đại Hồ. Người Mỹ thường dùng cái danh từ là Midwest, anh đến từ Michigan. Xin hân hạnh giới thiệu nam ca sĩ Hoàng Khánh Phương. Hi, chào Andy Chris, chào anh. Dạ, khỏe. Mời em gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán thính giả của đài VBS. Dạ, Hoàng Khánh Phương xin gửi lời chào trân trọng nhất đến với quý khán thính giả của đài VBS. Lâu lắm anh em mình mới có dịp gặp lại nhau. Sau những cái show mà anh cũng có đi xem em trình diễn, em hát. Thì có một lần đó anh xem ở trên cái video clip mà em post ở trên cái internet, thì anh thấy là em hát một cái liên khúc mà Phương Hoàng, đúng không? Em có nhớ lại không? Thì em hát cái bài Mặt Trời Đen, đúng không? Dạ, không có Mặt Trời Đen đó. Dạ. Thì thưa tất cả các bạn, thì Andy Chris đó là xem cái clip đó thì mình rất là sung sướng, là tại vì một cái người ca sĩ trẻ, một tài năng trẻ hát với một cái phong độ, phong cách, cái jazz của em lên em hát, tất cả các cô đều ái mộ. Thì em liền áo, em nhảy nhót tung tăng. Thì cái kinh nghiệm đó em học từ đâu ra, cái cách mà trình diễn của em có thể cho tất cả các bạn trẻ 50 tiểu bang xứ Mỹ, Canada và toàn cầu để biết những cái hạnh phúc đó. Thế à? Sao em cũng nhớ như vậy? Kính thưa anh và thưa quý vị, vào một cái ngày trời không trăng không sao, em đi trình diễn ở một cái show và gặp được một người ca sĩ, anh rất là phong độ, lên trình diễn một cái cách mà anh ấy handle cái microphone đó, đưa tay qua này mà em ngồi chú ý rất là kỹ, rồi cái cách anh ấy cởi áo ra, quăng cái áo ra, jacket ra, rồi em nói ok để em ghi vào bộ nhớ. Rồi sau đó em về em luyện tập đó. Thì cái người ca sĩ đó, kính thưa quý vị, không ai ngoài anh Andy Chris ra hết á. Vâng, xin cảm ơn em. Thực sự ra thì cái cách mà trình diễn của anh thì anh cũng học hỏi từ những ca nhạc sĩ thời xưa nhạc rock rồi. Đó thì anh nghĩ là nó cũng không gì đặc biệt. Nhưng mà anh nghĩ là nếu anh làm và anh đứng trên sân khấu thì chắc không thể nào mà xuất sắc như em được. Đó là lý do mà anh cứ nhớ mãi. Thứ hai nữa, anh biết là có nhiều bạn trẻ, khán giả có hỏi anh là khi anh show cái clip đó, thì những người bạn hỏi anh chứ anh ca sĩ đó tên là Hoàng Khánh Phương, thì anh mới nghĩ là sao, anh biết em có một cái tên khác nhưng mà cái tên Hoàng Khánh Phương anh vừa nghe thì anh thấy là nó giống như là một trong một cái phim kiếm hiệp. Ok, người là người hùng cứu mỹ nhân Hoàng Khánh Phương. Vậy thì em có thể giải thích cái tên đó là tên thật của em hay là từ đâu mà em có được cái tên đó? Thưa anh và thưa quý vị khán thính giả, cái tên đó là bởi vì em cũng mạo muội thôi. Em cái hai cái thứ khác thần tượng của em là cố nhạc sĩ Duy Khánh và anh Elvis Phương. Đó, quý vị có không biết là có tên hay không. Khi mà em hay nghe trên đường đi học á, em nghe Elvis Phương đó, những cái nhạc phẩm của Phượng Hoàng. Đó, rồi cái đầu không biết làm sao tối về em nằm ngủ, cái đầu em mơ gặp ấy, đi trình diễn với chung với Elvis Phương. Đó, dạ. Cho nên là em cũng mạo muội là ghép hai cái tên Hoàng Khánh Phương vào đó, để cho thứ nhất là mình noi theo cái gương sáng của hai người đó. Đó, để cái push em luôn luôn được mong mai này được tạo cái thành tích như vậy. Và cái chữ Hoàng á là em được nhạc sĩ Song Huy ở Michigan đó giúp em cho cái tên nó cái vần nó đi đôi với nhau. Okay. Rất là hay. Anh nghĩ là em chọn cái tên đó nó rất là hấp dẫn mà cũng dễ nhớ, tức nhất là các cô mà thích phim tàu đó, Hoàng Khánh Phương. Khi em nói về Michigan thì em có thể cho tất cả các bạn trẻ ở 50 tiểu bang xứ Mỹ biết sơ sơ về cái Michigan, tại vì Michigan đó là anh biết là cái vùng Midwest, nó nằm ở trên đó là những cái vùng biển Ngũ Đại Hồ, đúng không? Thì em có thể nói sơ sơ về cái sinh hoạt của em đi hát ở trên đó nó như thế nào? Thưa anh thì Michigan á, nó giống như cái bàn tay như vậy, nó là Ngũ Đại Hồ, xung quanh những cái bốn hồ nó rất là lớn, nó như biển vậy đó. Thì ở đó thì có nhiều núi, rồi có nhiều những cái con sông, rồi những cái lake nó rất là đẹp. Và ở đó thì cũng có bốn mùa, có rồi mùa đông. Việt Nam ở đó không? Cũng Việt Nam thì cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà ở đó rất là peaceful. Nhưng mà em sinh hoạt thì trong cái phạm vi của Michigan hay là em có đi ra bên ngoài Michigan? Em được cơ hội đi hát cũng nhiều nơi. Cái gần nhất ở đây là em đi trình diễn ở Arizona.
với lại những anh chị em nghệ sĩ ca sĩ của trung tâm Asia. Đó thì em vừa đi cái show đó tuần trước. Anh có dịp gặp em lại trên thung lũng Hoa Vàng đúng không? Rồi anh về ở miền Nam nắng ấm Cali, tức là ở quận Cam chúng ta, anh cũng gặp em. Ok, thì em đi hát rất là nhiều. Thì em có thể cho tất cả các cô biết cũng như là tất cả các bạn trẻ biết cái kỷ niệm nào vui nhất của em. Anh nhớ không lầm thì có một lần đó là anh em mình gặp nhau ở trong cái vũ trường Blue đúng không? Thì em lên em hát cái bài bài gì nhỉ? Bài gì nhạc thuyết đúng không? Tức là sầu đông phải không? Thì khi mà em lên em hát á, tất cả các cô là em chưa hát, em chỉ lên là em cầm microphone thì các cô là nhảy lên trên sân khấu lôi em xuống, phải không? Thì cái cảm giác của em cũng như là cái feeling của em lúc đó em nghĩ sao? Cái đó có phải là một cái sự surprise cho em, hay là lúc nào em đi đâu em cũng được cái sự ưu ái đó? Em không biết là cái đó có thật hay không, nhưng mà đối với em thì cái hôm đó là, thì thưa quý vị, là em tham dự cái show của ca sĩ Andy Chris, có cái show của anh ở đó, cho nên khi mà em lên đó, sân khấu đã bị khuấy động rồi. Đó rất là vui nhộn, Andy Chris đã làm cho cái bầu không khí nó rất là tưng bừng. Cái em lên đó, em ngồi dưới em đâu có bị ngứa nghề nghiệp nó ở trong cái máu của mình đó. Đó cho nên là em cũng lên trình diễn hai ca khúc Sầu Đông và một ca khúc gì nữa. Nhưng mà cái kỷ niệm đó có phải là cái kỷ niệm nhiều nhất cho em mà em đáng nhớ hay không? Là tại vì anh thấy là các cô đến gọi là hất em rồi kéo em xuống sân khấu rồi dancing rồi chụp hình này cái đó. Hay có... là nó có một cái kỷ niệm nào có thể nhiều hơn như vậy không? Anh được biết là em đang thực hiện một cái CD. Thì trong cái CD đó em có thể giới thiệu đến tất cả các bạn trẻ và quý vị của hệ thống truyền hình VBS biết cái CD đó chủ đề và đại khái một số bài nhạc tiêu biểu nào nhất mà em thích nhất em thực hiện cái CD đó. Thưa anh và thưa quý vị khán thính giả, thì bây giờ em cũng đang thực hiện một cái album đầu tiên của em, nhưng mà em không có biết là lên thực hiện chia nó ra làm hai album hay không, bởi vì đối với em thì bây giờ đó, em từ xưa đến giờ em hát dòng nhạc quê hương trữ tình đó, rồi sau này em có training về bên cái thể loại rap, và nhiều khi em nghe về nhạc quê hương thì nó rung động em về một cái phần nào đó, rồi còn phần bên kia thì em nghe nhạc rap thì em ngồi không có yên, nó làm sao đó, cho nên em cũng muốn là thực hiện dạ cái pha chặt đó như vậy, cho nên em chưa có biết là nó sao, nhưng mà em trong đó nó có bài really tiêu biểu nhất. Dạ tiêu biểu có một số của Phượng Hoàng của Lê Hữu Hà đó, em rất là thích cái dòng nhạc nói về thế hệ trẻ. Anh thấy trong CD thì anh cũng chưa có được xem, nhưng mà anh thấy có bài Xa Xứ với lại bài Nha Trang đúng không? Dạ vâng. Hai bài đó là nói về tiêu biểu nhạc nhạc quê hương. Quê hương chính thì vâng, thì hai cái bài đó là em thực hiện luôn cả cái video clip đúng không? Dạ vâng thưa anh. Dạ. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy xem sơ lược nhạc phẩm Xa Xứ trong video clip của Hoàng Khánh Phương. Và xin mời tất cả quý vị hãy giữ làn sóng VBS. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Xin mời tất cả quý vị hãy giữ làn sóng. Thank you. Xin cảm ơn. Giấc nửa đêm mới biết mình xa xứ, bao nhiêu năm rồi nhớ quá người ơi, nhớ mẹ quê nhà dưới bờ tre nhặt lá, thổi bếp nấu vội cơm chiều, ngày nào ra đi đâu ngờ là tư ly, đưa chân lạc muôn hương, ôi nhớ qua mùi hương, nghe trong vắng tình thương.
bao năm qua rồi đau xót còn lại đây. Việt Nam ơi, quê hương của tôi, Nha Trang ơi, nhớ mãi nhà xưa. Quy Nhơn ơi, vui tuổi thơ ngây, tiếng sáo quyện câu hò xa đưa tới ngàn dặm. Xa xứ rồi mới biết, không nơi nào đẹp bằng quê hương ta. Nhớ từng tên đường với hàng cây đỗ lá, buổi chiều qua ngẩn ngơ nghe hồn thương và anh.